Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh về chủ đề nhà bếp. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Cái thìa. Tiếng Anh chúng ta đọc là Spoon. 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 Cái nĩa. Tiếng Anh chúng ta đọc là Fork. 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 Đôi đũa. Tiếng Anh chúng ta đọc là Chopsticks. 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 Cái tạp dề. Tiếng Anh chúng ta đọc là Apron. 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 Sọt rác. Tiếng Anh đọc là Waste bin. Waste bin. Waste bin. Cái tô. Cái chén. Tiếng Anh đọc là Bowl. 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 Bình đựng nước. Tiếng Anh chúng ta đọc là Jug. 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 Ấm đun nước. Tiếng Anh đọc là Kettle. 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 Cái chảo. Tiếng Anh chúng ta đọc là Pan. 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 Nồi cơm điện. Tiếng Anh đọc là Cooker. 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 Tủ lạnh. Tiếng Anh đọc là Fridge. 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 Cái khay. Cái mâm. Tiếng Anh chúng ta đọc là Tray. 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 Dụng cụ nào. Tiếng Anh chúng ta đọc là Grater. 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 Miếng cọ rửa. Tiếng Anh đọc là Scouring pad. Scouring pad. Scouring pad. Cây nến. Tiếng Anh chúng ta đọc là Candle. Candle.
Candle. Cái ly thủy tinh. Tiếng Anh chúng ta đọc là Glass. Glass. Ca, cốc, dùng để uống nước. Tiếng Anh đọc là Mug. 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 Cái vá, hay chúng ta còn gọi là cái môi để múc canh. Tiếng Anh đọc là Ladle. 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 Con dao. Tiếng Anh đọc là Knife. 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 Cái rổ. Tiếng Anh đọc là Colander. 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 Cái kéo. Tiếng Anh chúng ta đọc là Scissors. 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 Peeler. 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 Dụng cụ để gắp đồ ăn, kẹp đồ ăn. Tiếng Anh đọc là Tongs. 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 Cái ray lọc. Tiếng Anh đọc là Sieve. 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 Cái thớt. Tiếng Anh chúng ta đọc là Chopping board. Chopping board. Chopping board. Đồ đánh trứng. Tiếng Anh đọc là Whisk. 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 Sinh tố. Tiếng Anh chúng ta đọc là Blender. Blender. Lò nướng. Tiếng Anh chúng ta đọc là Oven. 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 Cái cân. Tiếng Anh đọc là Scale. 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 Dụng cụ. Hộp để chứa thức ăn. Tiếng Anh chúng ta đọc là Food container. Food container. Food container.
Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!